Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, thành phố Sầm Sơn sẽ chính thức tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2023. Do đó, những ngày này các hộ kinh doanh, chủ nhà hàng, khách sạn đang hối hả chỉnh trang, lau dọn để sẵn sàng đón khách. Từ năm ngoái tới giờ thì nhà hàng, khách sạn thì nó dịch nó đã giảm và cái lượng khách của năm ngoái thì nó cũng đã về Sầm Sơn nó cũng đã ổn định. Và tới đây là năm 2023 thì nhân dân Sầm Sơn và cùng các nhà hàng trên bãi biển và các khách sạn thì bây giờ du khách một ngày về càng đông, cho nên nhà hàng nuôi chúng tôi đã chuẩn bị trước đây khoảng gần 2 tháng để những thức ăn, thực phẩm tốt và sạch và những đồ đang bơi tươi sống và cái đội ngũ lao động, nhân viên này rất là chu đáo. Cũng theo nhiều chủ khách sạn trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, những năm trở lại đây, dịch vụ du lịch tại biển Sầm Sơn đã được nâng lên rất nhiều. Đối với giá cả từ phòng nghỉ đến đồ ăn, thức uống đều được niêm yết công khai và được chính quyền địa phương quản lý khá chặt chẽ. Chuẩn bị vào hè năm 2023 đấy, thì tại khách sạn Ngân Hà Sầm Sơn của chúng tôi đã cách đây là một tháng là đã duy trì bảo dưỡng và nhân viên là chỉnh trang đấy, phòng nghỉ, phòng bếp, nhà ăn tất để chuẩn bị đón một mùa hè. Những cái năm gần đây nhất đấy là đối với Sầm Sơn đấy là với toàn bộ tất cả mọi dịch vụ khách sạn, nhà hàng là rất ổn định, giá cả là niêm yết là từ ủy ban thành phố đã chỉ định. Trải qua những năm dịch bệnh Covid với nhiều khó khăn, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Vậy nên người làm dịch vụ du lịch ở biển Sầm Sơn lại trở nên hồ hởi hơn và mong ước một mùa du lịch bội thu. Đến giờ thì chỉ còn khoảng một tuần nữa là hè Sầm Sơn sẽ khai trương vào ngày 22 tháng 4. Thì kỳ vọng của nhân dân Sầm Sơn cũng mỗi ngày thấy du khách về cũng một ngày một đông. Thứ hai là có nó thể phát triển cho cái ngành du lịch ở trong trọng yếu của Sầm Sơn. Cho nên là chúng tôi nghĩ là mùa hè năm nay cũng là một mùa hè có thể phát triển của nhân dân Sầm Sơn về ngành du lịch được tăng trưởng. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 sẽ diễn ra vào đêm 22 tháng 4 sắp tới. Dự kiến trong đêm khai mạc sẽ có cả 100.000 người dân, du khách đổ về. Vậy nên hiện tại thành phố đang gấp rút hoàn thiện các công việc, lắp đặt các trang thiết bị, sẵn sàng cho một mùa du lịch rực rỡ sắc màu.